Hội Nữ Trí Thức Việt Nam được thành lập ngày 25 tháng 2 năm 2011 theo quyết định số 176 của Bộ Nội vụ nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết phụ nữ trí thức, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chức năng nhiệm vụ của hội gồm thực hiện công tác vận động nữ trí thức tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần vật chất của nữ trí thức. Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các nữ trí thức trẻ có triển vọng, tôn vinh các nữ trí thức tài năng. Bảo vệ các quyền hợp pháp về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo của hội viên khi tham gia hoạt động hội. Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến nữ trí thức theo quy định của pháp luật. Tăng cường hợp tác với các hội tương ứng của các quốc gia, tổ chức trong khu vực và quốc tế. Thực hiện vai trò là thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là chủ tịch danh dự của Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Ban thường vụ gồm 9 người, trong đó giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Thị Chân Châu là chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam và các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Trong nền kinh tế tri thức, nữ trí thức ngày càng có vai trò đáng kể trong các cơ quan nghiên cứu khoa học và lãnh đạo ở các doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả đóng góp của nữ trí thức cho kinh tế xã hội, tạo ra một diễn đàn hấp dẫn và bổ ích, kết nối các ý tưởng và nguồn lực của giới nữ trí thức, giúp xã hội đánh giá đúng khả năng của người phụ nữ và thực hiện quyền bình đẳng giới. Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xét duyệt dự án Nữ Trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo. Dự án là một chuỗi các tọa đàm truyền hình để tìm hiểu về luật sở hữu trí tuệ và giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa nhà khoa học nữ với các nữ trí thức và nữ doanh nhân tiêu biểu trên cả nước, nhằm hỗ trợ việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sáng tạo của các nhà khoa học nữ, mang lại giá trị đích thực cho xã hội. Chương trình này có sự phối hợp của đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan và Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục Công nghệ Medutech. Chương trình tọa đàm truyền hình mang tên Phụ nữ với sở hữu trí tuệ và nghiên cứu khoa học được phát sóng định kỳ hàng tháng trên kênh VTC1 vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy của tuần cuối tháng và được phát lại vào 9 giờ 15 thứ năm tuần kế tiếp và trên trang www.hoinuchinthucvietnam.org.vn. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Phụ nữ với sở hữu trí tuệ và nghiên cứu khoa học. Thưa quý vị và các bạn, hồ tiêu là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nó mang lại giá trị kinh tế và là nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân. Tuy nhiên, việc sản xuất hồ tiêu của Việt Nam thì lại luôn luôn bị hạn chế do là có một số loại bệnh hại gây ra. Trong đó bệnh chết nhanh là một loại bệnh rất là phổ biến và gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Và cũng không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Chính vì vậy mà có một nhà khoa học nữ của Việt Nam đã nghiên cứu chế phẩm khắc phục bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu và đã đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Năm, Giám đốc Công ty Công nghệ Hóa sinh Việt Nam. Ngoài ra, chương trình cũng rất hân hạnh được chào đón sự có mặt của tiến sĩ Phạm Hồng Quất, chuyên gia sở hữu trí tuệ, tiến sĩ Trần Minh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ Trí thức Việt Nam, bà Lê Thị Khánh Vân, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, thạc sĩ Nguyễn Thế Ninh đến từ Trường Đại học Thương mại. Chương trình còn chào đón sự có mặt của các nữ trí thức, các chuyên gia và các khán giả quan tâm đến chương trình. Và bây giờ thì để tìm hiểu rõ hơn về công trình nghiên cứu khoa học mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, những năm qua hồ tiêu đã mang lại giá trị kinh tế và nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân nước ta. Tuy nhiên, việc sản xuất hồ tiêu hàng năm luôn bị hạn chế do một số bệnh hại gây ra mà đến nay vẫn chưa có phương pháp phòng và trị hữu hiệu. Đặc biệt, trong những năm từ 2003 đến 2007, bệnh chết nhanh hay còn gọi là bệnh thối gốc, rễ đã tấn công gây hại và làm cây tiêu bị chết hàng loạt. Tại một số địa phương, bệnh này làm nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh trắng tay. Đầu năm 2003, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, giảng viên khoa nông học Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm tại nhiều vườn tiêu bị bệnh chết nhanh trong cả nước để tìm ra cách phòng trừ loại bệnh nguy hiểm này. Sau 4 năm nghiên cứu và thí nghiệm miệt mài, đến năm 2007,
nguyên nhân của loại bệnh này đã được hé lộ. Nấm Phytophthora capsici tồn tại trong đất chính là nguyên nhân gây bệnh. Chúng xâm nhập và phá hủy bộ rễ cây tiêu, gây ra hiện tượng rụng lá và đốt. Qua quá trình phân lập, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã phát hiện trong rễ cây hồ tiêu có chứa vi khuẩn Pseudomonas và vi khuẩn này có khả năng ức chế nấm Phytophthora capsici gây ra bệnh chết nhanh trên cây tiêu. Từ phát hiện trên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã cho ra chế phẩm sinh học để chữa trị bệnh chết nhanh. Qua thí nghiệm cho thấy, phương pháp này giảm tỷ lệ cây chết xuống từ 15 đến 30%, thậm chí qua sử dụng thí điểm trong việc ươm giống, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Sử dụng cái chế phẩm này á, thì cái vi khuẩn này sẽ tìm đến những các rễ và nó rất là bị hấp dẫn bởi những cái chất bài tiết của rễ, và vi khuẩn sẽ tìm vào khu trú ở đó, và nó khi mà gặp điều kiện phù hợp là nó sẽ nhân lên số lượng và nó sẽ bảo vệ rễ. Và đến mùa mưa khi cái bào tử nấm chết nhanh, nó sinh sôi nảy nở thì nó tìm đến những cái rễ của cây hồ tiêu để tấn công, thì nó gặp cái rào cản là vi khuẩn này. Thì vi khuẩn này, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy thì vi khuẩn của chúng tôi có thể làm vỡ bào tử động của nấm gây bệnh chết nhanh, hoặc là chất hoạt hóa bề mặt của nó tiết ra cũng có khả năng làm vỡ bào tử động của nấm chết nhanh. Chính vì vậy nó có tác dụng là hạn chế bệnh ngay từ đầu. Ngoài việc phòng trừ được bệnh chết nhanh, chế phẩm Pseudomonas còn có khả năng kích thích sự phát triển của cây tiêu. Như vậy có thể thấy, đề tài nghiên cứu cách phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây tiêu của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà cũng mang lại cùng lúc ba kết quả ý nghĩa, đó là tìm ra phương pháp phòng trừ bệnh chết nhanh cho cây tiêu, kích thích sự phát triển của cây như một loại phân, và ý nghĩa nhất đó là phương pháp này đi đúng với xu hướng bảo vệ thực vật hiện nay, tức là không sử dụng hóa chất đối với cây trồng. Cái hướng nghiên cứu đó nó phù hợp với cái trào lưu hiện nay, tức là sử dụng phòng chống bảo vệ thực vật không sử dụng hóa chất, và nó sẽ tạo ra được cái nông sản sạch mà phù hợp với cái nơi tiêu thụ ghép cũng như là nông nghiệp hữu cơ. Và từ đó thì chúng ta mới có được những nông sản sạch đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Nên những cái đề tài như thế này thì chúng tôi đánh giá rất là cao. Thay vì sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật thì chúng ta nên sử dụng những cái chế phẩm sinh học hoặc là những cái hoạt chất mà không dùng hóa chất như thế này. Hiện nay, với kết quả nghiên cứu thành công, chế phẩm sinh học Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây tiêu của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã được ứng dụng thực nghiệm tại 16 mô hình ươm tiêu giống và vườn tiêu kinh doanh tại Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk. Kết quả thu được không chỉ là giảm tỷ lệ cây chết do chết nhanh từ 15 đến 30%, mà một số vườn tiêu còn phát triển bền vững, không có thiệt hại vì bệnh chết nhanh. Chính những kết quả ấn tượng của đề tài đã mang về cho Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam 2011 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức. Đồng thời, đề tài này cũng đang đứng trước nhiều triển vọng lớn để thương mại hóa. Xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà. Chúng ta nghe nói nhiều đến bệnh chết nhanh trong phóng sự vừa rồi. Vậy thưa chị, bệnh chết nhanh là gì ạ? Hiện nay trên cây hồ tiêu có 3 cái loại bệnh rất là nguy hiểm, đó là bệnh chết nhanh do nấm Phytophthora capsici, và bệnh chết chậm thì nó kết hợp giữa tuyến trùng và nấm Fusarium và rệp sáp. Tuy nhiên cái người ta gọi là bệnh chết nhanh vì chỉ trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày, thậm chí là 7 ngày thì cả những cái hecta hồ tiêu của nông dân thì nó có triệu chứng cây rũ xuống và đổ gốc và nó chết rất là nhanh. Vâng ạ, mà 1 hecta thì thường người nông dân sẽ thu hoạch được cái số tiền là khoảng bao nhiêu ạ? 1 hecta hồ tiêu và đặc biệt là những cái vườn mà canh tác tốt thì sau năm thứ 3, thứ 4 thì hàng năm thì người ta thu được tiền tỷ. Chính vì vậy, hiện nay cây hồ tiêu là một trong những cây trồng đem lại giá trị lớn nhất, và chưa có cây nào đem lại cái giá trị lớn như cây hồ tiêu. Vâng, như vậy là chỉ trong vòng khoảng từ 3 đến 5 ngày là đã có thể mất tiền tỷ rồi nếu như cái vườn hồ tiêu của mình bị mắc cái bệnh chết nhanh, đúng không ạ? Vâng, vậy thì cái cơ duyên nào đưa chị đến với cái việc nghiên cứu các loại bệnh trên cây hồ tiêu vậy ạ? Thực ra đây là kết quả nghiên cứu tiến sĩ của tôi, và trước đó tôi đã nghiên cứu nhiều về biện pháp phòng trừ sinh học, và tôi cũng muốn là làm sao giúp được bà con được phòng trừ được cái bệnh chết nhanh này, là giúp Việt Nam để sản xuất hồ tiêu bền vững và đưa bà con nông dân có những cái nguồn thu nhập từ những cái cây trồng từ nông sản của Việt Nam. Thưa chị, xin chị có thể cho biết cái tính độc đáo, tính riêng có của đề tài về cây hồ tiêu của mình được không ạ?
Thì đối với vi khuẩn Pseudomonas putida, đây là những cái vi khuẩn được chúng tôi phân lập, hay còn gọi là những cái vi khuẩn bản địa, được phân lập ở các vùng miền đại diện của Việt Nam. Và hiện nay chúng tôi chọn lọc được 5 cái chủng vi khuẩn từ 15.000 cái chủng vi khuẩn khác nhau. Bởi vì cái khối lượng công việc chúng tôi làm cũng rất là nhiều, cứ tưởng tượng 15.000 và chúng tôi tuyển chọn được có 5 chủng vi khuẩn. Và hiện nay cái chủng vi khuẩn này đã được chúng tôi định danh và đăng ký ở Ngân hàng Gen Thế giới. Thì một cái quan trọng nữa thì là những cái vi khuẩn này nó có khả năng tiết ra được cái chất hoạt động bề mặt, và bản thân vi khuẩn này nó có thể làm vỡ cái bào tự động, là một trong những cái nguyên nhân gây bệnh chết nhanh. Và hiện nay khi chúng tôi đưa xuống nông dân thì có rất là nhiều cách nông dân có thể bón trực tiếp, nông dân có thể tưới hoặc có thể phun hoặc là có thể trộn vào phân bón. Thì vi khuẩn này nó bị hấp dẫn bởi cái chất bài tiết của rễ, và vì vậy nó khu trú ở ngay những cái rễ này. Và hiện nay chúng tôi khuyến cáo bà con nên đầu mùa mưa là bà con sử dụng, tại vì khi mùa mưa xuống, đầu mùa mưa thì nhiệt độ xuống thấp rất phù hợp cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, và nó sẽ khu trú ở xung quanh rễ của cây hồ tiêu. Và khi bệnh chết nhanh này nó tấn công, đặc biệt là khi vào mùa mưa nông dân rất là sợ, thì đã có những cái hàng rào bảo vệ gặp cái này rồi. Và bên một cạnh nữa thì những nông dân hiện nay sử dụng sản phẩm chúng tôi cũng thấy là những vi khuẩn chúng tôi còn tiết ra một chất kích thích sinh trưởng, đó là indole acetic acid. Chính vì vậy cũng giúp nông dân, cái thứ nhất là cái giảm cái lượng phân bón. Và hiện nay đây là một cái biện pháp thế giới quan tâm, tại vì nó rất là thân thiện với môi trường và nó tạo ra những cái sản phẩm an toàn và sản phẩm sạch. Vâng, như vậy là có thể nói chế phẩm của chị sẽ đóng vai trò như là một cái tấm lá chắn giúp cho cây hồ tiêu có thể chống lại bệnh tật, và đồng thời là giảm cái chi phí vì là giảm lượng phân bón, đúng không ạ? Và cũng rất là thân thiện với môi trường. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng ạ, ông có nhận xét như thế nào về công trình nghiên cứu khoa học của chị Trần Thị Thu Hà? Tôi đánh giá rất cao về công trình nghiên cứu này, bởi hồ tiêu thu hàng tỷ đồng người ta, thì cái đó là cái mà chúng ta đáng tự hào. Chứ không phải chỉ vì đứng đầu thế giới, mà chính là cái cây đem lại cái giàu cho người trồng, cho người nông dân. Thế nhưng mà như là chị Hà nói, hoặc là giàu to hoặc là thất bại. Nhưng hồ tiêu thì thị trường ổn định, bởi vì thế giới thiếu hồ tiêu và Việt Nam có thể xuất khẩu ổn định. Cho nên cái việc mà đảm bảo cho nông dân có thu nhập cao về hồ tiêu bằng cách là bảo vệ cho cây hồ tiêu không bị bệnh, nhất là bệnh Phytophthora là cái bệnh rất là quan trọng. Nhưng tôi lại còn nghĩ rộng hơn là cái đề tài này có thể mở rộng. Bởi vì Phytophthora không phải chỉ gây bệnh cho hồ tiêu thôi, còn gây bệnh cho rất nhiều cây khác. Cho nên là cái chế phẩm Phytophthora của chị Hà, nếu cộng tác với các doanh nghiệp như chỗ anh Năm hay là các cái viện nghiên cứu, thì có thể mở rộng sản xuất ra để có thể đáp ứng cho nhiều cái cây trồng khác mà có bị bệnh Phytophthora. Mặc dù luôn bận bịu với công việc nghiên cứu khoa học và chăm sóc gia đình, tuy nhiên hàng tuần, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà vẫn tranh thủ thời gian để đọc lại những lá thư phản hồi mà nông dân trồng tiêu khắp mọi miền Tổ quốc gửi về cho chị. Sau khi nghiên cứu thành công chế phẩm sinh học Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây tiêu, thông qua nhiều phương tiện truyền thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã chia sẻ chế phẩm sinh học mà chị tìm ra để mong muốn giúp người trồng tiêu hạn chế càng sớm càng tốt những thiệt hại mà bệnh chết nhanh gây ra. Đáng mừng hơn, dù mới thử nghiệm, nhưng nông dân trồng tiêu từ vùng trồng tiêu nổi tiếng Quảng Trị đến các vùng chuyên canh tiêu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều tình nguyện sử dụng thực nghiệm chế phẩm sinh học Pseudomonas, bởi hiệu quả của chế phẩm này đã được nông dân thấy rõ. Một cái đặc điểm chung nhất, nông dân họ cũng nhận thấy là cái vườn của họ xanh hơn. Và một số nông dân hiện nay, bản thân nông dân tôi cũng rất bất ngờ, họ thử nghiệm nhưng họ biết làm thí nghiệm. Và sau khi thí nghiệm xong họ lấy rễ lên, họ thấy ít tuyến trùng hơn. Và cũng có nhiều nông dân họ nói tôi dùng xong của cô thì tôi thấy rễ nhiều hơn. Và tôi nói vì sao, anh có biết thấy rễ nhiều hơn? Thì anh nói khi mà tôi nhổ lên thì tôi thấy rễ trắng ra rất là nhiều. Thì tôi thấy nông dân bây giờ họ rất là biết là cái nào sản phẩm tốt, và bản thân họ phải thử nghiệm tốt. Và vì vậy mặc dù chúng tôi đang thử nghiệm nhưng họ vẫn tiếp tục thử nghiệm đồng hành với chúng tôi đến nay được 3-4 năm rồi. Đây là vườn tiêu kinh doanh của ông Lê Xuân Lương ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trước đây, mỗi khi mùa mưa đến, cũng như các chủ vườn tiêu khác, điều ông Lương lo lắng nhất đó là bệnh chết nhanh. Tuy nhiên, từ khi tình nguyện sử dụng thực nghiệm chế phẩm sinh học Pseudomonas, nỗi lo đó của ông không còn nữa. Đồng thời, nhờ có chất kích thích sinh trưởng trong chế phẩm sinh học Pseudomonas, nên vườn tiêu của ông cũng xanh tốt quanh năm.
Sử dụng cái chế phẩm của cô thì thấy vườn cây nó xanh lên là tốt, xuất thì hành có khá lắm. Trước thì nở với đa trước thì xấu xấu thì tốt thì sản xuất thì mình là hơn là cái chắc đó. Những năm gần đây, nông dân xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đang bắt đầu ươm tiêu giống để làm cây trồng cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế. Thông qua các chương trình giới thiệu khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nông dân ở đây cũng đang tình nguyện sử dụng chế phẩm sinh học Pseudomonas để ươm và chăm sóc cây tiêu. Sau khi sử dụng chế phẩm sinh học Pseudomonas thì thấy cây tiêu nó phát triển khá mạnh, đồng thời thì chưa có biểu hiện là bệnh. Thấy cũng rất là thuận lợi trong việc sản xuất và nhân giống. Mặc dù qua cái thời gian nghiên cứu thôi, chưa có cái sản phẩm, nhưng mà về phía chúng tôi thì cũng được tiếp nhận từ nhiều thông tin. Và từ những thông tin đó để chứng tỏ rằng là cũng được chứng minh một điều là cái tính hiệu quả và tính ứng dụng của cái chế phẩm này. Bởi vì vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin là có một vài nông dân điền về đơn vị của chúng tôi để hỏi mua cái sản phẩm này. Tuy nhiên, dù có hiệu quả nhưng do sản phẩm vẫn chưa thương mại hóa nên người trồng tiêu vẫn chưa thể sử dụng sản phẩm này một cách đại trà. Chính điều này đang là điều trăn trở của cả nhà khoa học lẫn nông dân trồng tiêu. Vâng, thưa các vị khách mời, trong chương trình này thì chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm rất là lớn của các vị khán giả có tìm hiểu và rất là mong muốn được giải đáp kỹ hơn nữa về công trình nghiên cứu khoa học của chị Trần Thị Thu Hà. Bây giờ thì xin mời câu hỏi của các vị khán giả. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, thì tôi có một câu hỏi muốn dành cho chị là cái chế phẩm của chị đã đem lại được cái lợi ích như thế nào cho bà con nông dân? Cảm ơn câu hỏi của khán giả. Thì hiện nay chúng tôi ra hai cái dạng sản phẩm, một loại để bà con ươm cái hồ tiêu giống, đa số là bà con ươm bằng hom giống. Khi cắt như vậy nó tạo vết thương thì cái chế phẩm của chúng tôi, cái thứ nhất là cũng có thể tác dụng là bịt vết thương để hạn chế những cái nấm và vi khuẩn khác nó sẽ tấn công từ những cái vết thương đó. Và cái thứ hai nữa, nó có tác dụng tại vì ngay những cái vết cắt đó thì chế phẩm của chúng tôi nó có khả năng kích thích nó ra rễ. Và như bà con biết hiện nay, ví dụ như mà hồ tiêu bà con ươm thì họ nói dùng đến 4 đến 5 đốt, và hiện nay chúng tôi dùng phát triển cái phương pháp này thì bà con chỉ dùng có thể 2 đốt thôi. Tại vì trước nay bà con khi ươm xuống thì rễ nó ra những các đốt, còn hiện nay với phương pháp của chúng tôi và ngay bà con thử nghiệm thấy thì rễ ra những cái vết cắt. Và vì vậy hiện nay chúng tôi khuyến cáo bà con tức là sản xuất cây giống khỏe ngay từ ban đầu, và sau đó cứ hàng năm cứ tiếp tục và phát triển hồ tiêu một cách bền vững ngay từ giai đoạn đầu. Bên cạnh đó thì hiện nay cũng có bà con nói là thế bây giờ vườn của tôi ở giai đoạn mới trồng mới hoặc kiến thiết cơ bản hoặc là đang giai đoạn kinh doanh thì có sử dụng chế phẩm này không? Thì hiện nay chúng tôi cũng có những cái chế phẩm đó, và chúng tôi cũng khuyến cáo bà con một năm dùng 2 đến 3 lần. Bình thường như bà con hiện nay ươm hom giống thì tỷ lệ sống chỉ đạt 60-70%, nhưng chúng tôi đưa ra thì bà con thử nghiệm đạt đến 90, thậm chí còn một số làm kinh nghiệm tốt thì đạt đến gần như 100% là tuyệt đối, đó là ươm hom. Còn đối với những vườn kinh doanh kiến thiết cơ bản thì giảm cái tỷ lệ chết xuống từ khoảng 15-30%. Vì vậy nó cũng tương đương làm tăng năng suất lên từ 15-30%. Thưa chị, là hiện nay thì Hội Nữ Trí Thức nói chung cũng như bản thân tôi nói riêng là cũng có những cái băn khoăn, là thấy rằng là có cũng không ít các cái đề tài nghiên cứu khoa học sau khi được nghiệm thu thì chưa được ứng dụng trong thực tiễn. Vậy thì với đề tài này, theo chị đánh giá cái khả năng thương mại hóa trên thị trường cái đề tài này, cái kết quả nghiên cứu này như thế nào? Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Hiện nay sau khi mà tôi thực hiện cái đề tài này và sau đó khi được giải thưởng của Ngân hàng Thế giới và được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, tôi thực hiện các mô hình. Thì khi thực hiện các mô hình này và các nông dân biết đến thì họ hỏi mua rất là nhiều, thì tôi cũng nói là hiện nay sản phẩm tôi chưa có bán. Và nông dân cũng rất nhiều mong muốn, và tại vì tại sao cô không ra những cái sản phẩm để mà cho giúp đỡ cho chúng tôi, chứ chúng tôi hiện nay cũng rất là bí mà không có những cái sản phẩm như cô. Chính vì vậy hiện nay có rất là nhiều nông dân đã tình nguyện đồng hành với chúng tôi, đã thử nghiệm cái dạng. Và chúng tôi cũng hiện nay cũng đề xuất với Bộ Khoa học Công nghệ, nếu mà được thì cho chúng tôi cái dự án sản xuất thử nghiệm để đánh giá ở mức rộng hơn, chắc chắn hơn trước khi đưa ra thương mại hóa sản phẩm này. Hiện nay ở đây thì chúng ta cũng có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ ạ. Vâng, xin mời bà. Sau khi nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà thì bà có chia sẻ như thế nào? Xin chào các vị khách mời, xin chào các quý vị khán giả. Thực sự là sau khi xem video clip thì phải nói là tôi rất là trân trọng cái kết quả nghiên cứu này. Vì tôi cũng đã từng đi giới thiệu
các cái công nghệ mới cho bà con nông dân, hàng trăm các cái cuộc như thế và hàng triệu người nông dân, họ phải nói là họ vẫn rất tin tưởng vào các nhà khoa học. Bởi vì mỗi một các cái sản phẩm mới như này đã đem đến cho họ là cứu cánh cho họ, trong khi họ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà sản xuất nông nghiệp. Thì phải nói là rất đáng trân trọng và chúc mừng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã có một cái kết quả nghiên cứu phải nói rất là tuyệt vời. Để nói về Bộ Khoa Công nghệ mà hỗ trợ trong việc thương mại hóa công nghệ, thì ngay từ năm 2003 thì Bộ Khoa Công nghệ đã có các cái chương trình để mà hỗ trợ cho việc là thúc đẩy đưa cái nhanh kết quả nghiên cứu và sản xuất. Thì trong đó có một cái hoạt động gọi là chợ công nghệ và thiết bị Techmark. Thì cái chợ này đã giúp cho hàng ngàn nhà khoa học đã gặp gỡ được với lại nhu cầu, đã đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Ngoài ra thì Bộ Khoa Công nghệ còn có cái chương trình gọi là chương trình đổi mới công nghệ, chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Tất cả các cái chương trình đó cũng đều nhằm tháo gỡ cái việc khó khăn trong cái việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thế ở đây qua cái video clip thì tôi thấy thế này, tức là chị Hà cũng rất là muốn thương mại hóa cái kết quả của mình. Tuy nhiên vì là với là nhà giáo, rồi với là một nhà nghiên cứu, cho nên là sẽ không có cái nhiều thời gian để mà có thể thành lập một cái doanh nghiệp khoa công nghệ, đúng không ạ? Thế cho nên là chị thì có thể là đăng ký một cái dự án sản xuất thử nghiệm mà có cái địa chỉ ứng dụng, tức là có một doanh nghiệp cùng với chị để mà đăng ký và sẽ được hưởng là 30% tổng kinh phí đầu tư. Thế thì như thế thì rất là đã là tốt rồi. Tuy nhiên thì không phải chỉ có 30%, có thể là tính trên cái giá trị, tính ứng dụng rất cao của chị như thế, có thể từ 30-50%. Và như thế rất là quý. Sau cái dự án sản xuất thử nghiệm, chị có thể chuyển giao hoặc licensing, tức là giao quyền sử dụng cho các nơi khác vẫn được. Và chị chỉ cần lấy cái royalty thôi. Với các cái cơ chế chính sách cũng như là các cái chương trình quốc gia mà Bộ Khoa Công nghệ là người triển khai, thì các nhà khoa học của chúng ta sẽ tiếp cận được nguồn vốn, rồi là nhu cầu thị trường. Bộ Khoa Công nghệ luôn luôn đồng hành với lại các nhà khoa học và đối với các doanh nghiệp để làm thế nào đấy thúc đẩy nhanh đưa các kết quả nghiên cứu và sản xuất, và làm thế nào để gắn kết chặt chẽ giữa nhà khoa học với lại sản xuất. Và tôi hy vọng là cái luật khoa học công nghệ sửa đổi bổ sung năm 2013 này sẽ tạo ra một cái hành lang pháp lý rất là thông thoáng cho các nhà khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ. Và hy vọng là cả đổi mới cả cơ chế chính sách cũng như cả một cái hệ thống như vậy, thì cái việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu như của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hà này sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tôi rất hoan nghênh ý kiến của đại diện Bộ Khoa học. Những cái đổi mới về chính sách rất là quan trọng liên quan đến các nhà khoa học. Tuy nhiên tôi muốn góp ý kiến với Phó Giáo sư Thu Hà là không phải cái nghiên cứu của mình chỉ cứu nông dân đâu, còn cứu cả chính mình nữa. Tôi có một lời khuyên là hãy cố gắng cùng với sự giúp đỡ của Bộ Khoa học tự mình lập cái cơ sở xuất, hoặc phối hợp với các doanh nghiệp như chỗ anh Năm hay là với viện chúng tôi để lập cái cơ sở sản xuất trực tiếp làm ra sản phẩm. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ xin ý kiến của một chuyên gia thương mại hóa, anh Nguyễn Thế Ninh đến từ Trường Đại học Thương mại. Thưa anh, theo anh thì với cái câu chuyện của chị Trần Thị Thu Hà, anh sẽ khuyên nhà khoa học của chúng ta những cái điều gì thật là cụ thể? Thưa các quý vị khán giả cũng như là thưa các nhà khoa học và các vị khách mời, thì đứng trên quan điểm của những người làm thương mại hóa cũng như là những người làm marketing, thì tức là sản phẩm của chúng ta dù tốt đến mấy, nếu không bán được hoặc là bán chậm thì thực ra nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhóm thương mại hóa của chúng tôi có nhận thấy rằng đây là một sản phẩm rất là tiềm năng, bởi vì nó có tác dụng tốt, nó phù hợp với sự phát triển bền vững của nông nghiệp. Và như chị Hà cũng đã nói, tức là rất nhiều nông dân phản hồi lại tích cực và người ta sẵn sàng đồng hành cùng mình. Thì đó là những cái điều kiện nó rất thuận lợi để chúng ta có thể thương mại hóa. Thì để thương mại hóa cái sản phẩm này thì tôi nghĩ là trước tiên là sẽ phải đăng ký bảo hộ. Thì khi chúng ta đưa ra thị trường thì chúng ta nên chọn một cái tên, cái nhãn hiệu sản phẩm cho nó phù hợp. Một vấn đề nữa đó là mình phải chọn cái kích cỡ để cái bao gói của mình nó cũng phù hợp nữa. Và bao bì thì thưa anh chị là qua kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia ở trên thế giới, ví dụ như Australia hay là Thái Lan, đối với cái sản phẩm mà làm chế phẩm để bảo vệ thực vật ấy, thì người nông dân người ta rất cần cái bao bì
Tức là bao bì cần phải có đầy đủ thông tin, ngoài cái chức năng bảo vệ thông thường thì phải đầy đủ thông tin và cái chức năng xúc tiến nữa. Thế để người ta biết là sử dụng cái sản phẩm này như nào và thực sự nó có phù hợp hay không. Bởi vì là cái hiệu quả nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật sử dụng cũng như là cái nồng độ để sử dụng cái chế phẩm sinh học này. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là chúng ta nên cần tính đến. Một vấn đề nữa thì đương nhiên là phải tăng cường truyền thông. Truyền thông ở đây thì chúng ta có thể sử dụng những cái sự liên kết. Ví dụ như ở trong video clip có nói là Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thì khi tôi đánh ở trên Google ấy, Hồ tiêu thì nó sẽ hiện ngay Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ở lên trên đầu. Và khi tôi click vào trong đó thì tôi thấy có rất nhiều cái banner để quảng cáo. Tức là khi mình đã có mở rộng được cái phạm vi hay quy mô ấy, thì mình hoàn toàn có thể là sử dụng những kênh đó để truyền thông. Hoặc là thông qua những kênh truyền thông là như chị Khánh Vân vừa nói, thông qua những hội chợ, thông qua những hoạt động của các tổ chức khuyến nông, thì chúng ta có thể là quảng bá hay là truyền thông đến cho bà con. Chúng ta vừa nghe ý kiến của một chuyên gia thương mại hóa đến từ trường Đại học Thương mại. Và ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một chuyên gia khác. Chắc chắn là anh cũng là một chuyên gia thương mại hóa rồi, bởi vì là anh cũng đã là người thương mại hóa rất là nhiều sản phẩm như vậy. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Năm, anh có lời khuyên gì cho nhà khoa học của chúng ta trong cái công việc thương mại hóa chế phẩm của mình? Bây giờ thì để mà giữ được các cái bí mật khoa công nghệ thì chúng tôi lại phải có một trung tâm nghiên cứu ngay trong cái công ty của mình. Thế nhưng như các chị đấy thì không có điều kiện như vậy. Thì tốt nhất là khi mà có kết quả tốt thì mình nên kết hợp với các cái đơn vị kiểu như vậy. Họ sẽ có một cái kinh nghiệm, bề dày kinh nghiệm để họ triển khai một cách nhanh nhất. Thì khi đó chúng ta ký hợp đồng với nhau một cái hình thức như nào đó để bảo đảm quyền lợi của các bên cho nó phù hợp. Thế bên chúng tôi thì cũng giới thiệu với chị là đối với quy mô 1 hectare của nhà máy chúng tôi thôi, nhưng mà một chế phẩm sinh học có thể một ngày chúng tôi ra vài chục tấn được. Nếu như ông nhận chuyển giao công trình này thì ông đánh giá cái giá trị của công trình của tiến sĩ Trần Thị Thu Hà là bao nhiêu? Vâng, với công trình của chị tôi nói lại là đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, nhưng mà để đánh giá về giá trị thực tiễn, giá trị tiền bạc ấy thì rất là khó chị Hà. Vì là có lẽ là nó phải chờ cái kết quả mà ứng dụng thực tiễn sau này thì ta mới có thể nói được. Nhưng mà nó có một cơ chế thế này, chị hợp tác với chúng tôi hay hợp tác với đơn vị nào đó thì chúng ta có một cái cơ chế, tức là chúng ta hưởng phần trăm theo cái doanh số đầu ra, thì nó đánh giá một cách rất cụ thể. Không biết là chị Hà và ông Nguyễn Văn Năm đã có quen biết nhau từ trước chương trình này hay chưa? Thông qua chương trình này thì tôi được biết đến tiến sĩ Năm. Và tôi rất là cảm ơn những cái ý kiến đóng góp hoặc những cái lời khuyên của tiến sĩ. Rất là mong chương trình này trở thành một cơ duyên giữa nhà khoa học và một doanh nghiệp, để chúng ta có thể thúc đẩy tốt hơn nữa những cái nghiên cứu khoa học của mình, và đặc biệt là khi những nghiên cứu đó rất là có ích với cộng đồng và có giá trị thương mại hóa. Sở hữu trí tuệ cũng rất là quan trọng, cũng là một cái vũ khí rất là mạnh để các nhà khoa học có thể có cái sức cạnh tranh tốt hơn ở trên thị trường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm của chương trình. Đây chị xem, bước đầu ứng dụng chế phẩm sinh học Thần Nông F1 trong canh tác nông nghiệp và cây công nghiệp, cây trồng tăng trưởng rất tốt, chống chịu được hầu hết mọi loại sâu bệnh. Bà con rất phấn khởi chị ạ. Vâng, chế phẩm sinh học này là bước nghiên cứu đột phá của trung tâm. Hy vọng rằng sẽ giúp cho bà con tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đặc biệt ý, là chống chọi tốt với các loại sâu bệnh đang phá hoại cây trồng anh ạ. Nghiệm thu diện tích cây trồng thí điểm này, chúng tôi sẽ có đánh giá về chất lượng sản phẩm. Sau đó, chúng tôi sẽ kết hợp với các doanh nghiệp có uy tín để cung ứng rộng rãi trên thị trường với giá ưu đãi và sự hỗ trợ từ trung tâm ạ. Ôi, được thế thì là niềm vui lớn của bà con chúng tôi. Tôi sẽ đề xuất ý kiến không chỉ xã An Phú mà toàn huyện sẽ được áp dụng sản phẩm sinh học Thần Nông F1 này. Thay mặt cho bà con, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo của trung tâm đã mang cơ hội mới đến cho bà con nông dân chúng tôi. Anh khách sáo quá. Nhà nước sinh ra trung tâm chúng tôi là để ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào nông nghiệp, phục vụ bà con thôi mà. Thôi, có lẽ là tôi xin phép. Tuần sau hẹn anh, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch mới. Dạ. Ôi dồi ôi, đây rồi. Mưa gió thế này mà chị cũng lặn lội về đây với bọn tôi. Dạ. Tôi quên. Thay mặt bà con có ít rau sạch, biếu chị về ăn cho mát ruột. Gọi là tỏ lòng cảm ơn. Dạ. Thế này là dạ vâng ạ.
thôi thì nếu là đúng là quà quê thì tôi xin nhận ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn bà con. Vâng, không có gì ạ. Dạ, tôi xin phép ạ. Vâng, chào chị. Chào anh. Vâng, thế chị lại nhà ạ. Chị đi ạ. Này này ông Huy này. Hả? Thế này là thế nào nhỉ? Cái kế hoạch quà cáp của ông toàn làm chúng tôi bất ngờ thế. Cái kia à? Ừ. Yên tâm, tôi chịu trách nhiệm. Ông này. Đây, tôi đang có việc muốn bàn với ông này. Việc gì? Ông muốn làm giàu. Ông này nói hay nhỉ. Đây này, chúng tôi đang làm giàu đây này. Mà cả thế giới này ai mà chẳng muốn làm giàu hả? Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Tôi nói ông biết nhá, cơ hội này đang nằm ở trong tay ông. Tay tôi á? Cái chính là ông có thiện chí với có gan không. Ây, sao lại không có? Nhưng mà đây này, chúng tôi đang làm giàu nhưng mà ông cứ nói từ nãy giờ, ông cứ nói úp mở, tôi vẫn chưa hiểu ý của ông. Đây này, tôi nói ông biết này, tôi là doanh nghiệp. Đương nhiên. Nói nôm na, tôi là business. Tôi muốn kết hợp với ông để tung những sản phẩm này ra thị trường. Ui, tốt quá. Trung tâm cũng đang muốn tung sản phẩm này ra thị trường đây này. Nhưng mà ông tung bằng kiểu gì? Thì... Gì? Cái đấy ông hiểu chưa? Ông định làm nhái á? Ui, không được đâu, không được đâu. Ông nên biết là sản phẩm này ấy, trung tâm đã bảo hộ độc quyền bằng sáng chế rồi nhá. Biết rồi. Mà trên bao bì sản phẩm ấy ghi rõ là số sản phẩm này, nhãn hiệu Thần Nông F1 này. Biết rồi, có mù có đâu. Có một chữ R ở trong một cái vòng tròn này. Hiểu. Đấy là ký hiệu của sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền đấy. Mà ông nên nhớ là cái món sở hữu trí tuệ này là tôi nắm rõ lắm đấy nhá. Này này này, không vi phạm được đâu nhá, không vi phạm được đâu nhá. Nhãn hiệu của họ có chữ R trong vòng tròn gì, nhưng chưa chắc đã được bảo hộ. Ha? Mà những nhãn hiệu sản phẩm của họ là sản phẩm Thần Nông F1. Tôi đặt công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Thần Nông F1. Mình nói nhỏ với ông thế này, cái cụm từ công ty trách nhiệm hữu hạn tôi in nhỏ, mờ thôi. Còn cái Thần Nông F1 tôi in to đậm lên. Mọi người đọc nhầm lẫn, đấy là quyền của mọi người, đúng không? Của họ là nhãn hiệu, của mình là thương mại, không hề vi phạm sở hữu trí tuệ. Mình núp bóng ông lớn một tí thôi. Ông hiểu chưa? Của họ là nhãn hiệu. Ừ. Của ông là tên thương mại. Đúng rồi. Chẳng nhẽ người ta lại có cách làm ăn kiểu như vậy sao? Ừ. Chị đã bao giờ gặp cái tình huống như thế này trong cái cuộc đời nghiên cứu của mình hay chưa? Thực ra thì tôi cũng chưa bao giờ gặp trực tiếp, nhưng mà nông dân phản ánh rất là nhiều. Thậm chí cũng nông dân cũng được ra hiệu thuốc thì họ cũng nói sản phẩm này của cô Hà. Và họ nói mua một cái giá rất là đắt. Và thậm chí cũng có một số nông dân mua về rồi thì nó gọi điện cảm thấy không yên tâm, gọi điện cho tôi hỏi cái này có phải của cô không, và anh ơi thế này không phải rồi, anh xem lại đi. Thế thì cũng có những nông dân thì may mắn chưa tới cho cây thì họ đem ra trả lại được, nhưng có nông dân thì lỡ tưới rồi thì họ cũng phải chịu mất tiền. Hoặc là có những người họ nói tôi nghe cái công ty kia giới thiệu là cái này của cô Hà, tôi định mua 2 tấn, nhưng mà trước khi mua tôi phải gọi điện hỏi của cô chắc chắn hay không thì tôi cũng mua, tôi là không có cái gì của em trên thị trường hết. Và sau này chúng tôi cũng rút kinh nghiệm là sau này những cái sản phẩm của chúng tôi đăng ký chắc chắn rồi thì chúng tôi phải đưa lên truyền thông để bà con biết. Chứ còn hiện nay sản phẩm của chúng tôi chưa ra, nhưng ở ngoài thị trường cũng có rất là nhiều cái và mang danh của là tôi. Thưa tiến sĩ Phạm Hồng Quất ạ, trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì đặt ra cho các nhà khoa học một cái tình huống có lẽ là cũng khá là khó. Vậy thì ông có cái lời giải gì cho nhà khoa học trong tiểu phẩm vừa rồi? Theo luật sở hữu trí tuệ thì bất kỳ ai, một tổ chức cá nhân nào sử dụng một cái dấu hiệu trùng hoặc là tương tự với một cái nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ thì sẽ bị coi là hành vi xâm phạm. Trường hợp một cái tên doanh nghiệp đã được đăng ký có thể được ghi ở trong giấy phép kinh doanh, nó được hợp lệ theo luật doanh nghiệp thì cũng không phải là một cái trường hợp ngoại trừ. Bởi vì khi người ta cấp cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh á, chỉ có 5 ngày thôi đã phải ra một cái giấy chứng nhận. Và cái tên đấy không có được tra cứu ở trong cái kho về, lưu trữ về cái nhãn hiệu đăng ký. Và vì vậy trong luật doanh nghiệp ghi rất rõ rằng là doanh nghiệp sẽ phải tự chịu trách nhiệm về cái vấn đề sở hữu trí tuệ. Nếu mà anh va chạm, anh xung đột hay anh vi phạm cái nhãn hiệu của người khác thì phải đổi tên.
Khi mà các cái sở quy hoạch đầu tư đấy, người ta đăng ký, người ta chỉ tra xem những cái tên doanh nghiệp trước đó có bị trùng hay không. Thậm chí là khác một dấu phẩy, dấu huyền, dấu chấm, dấu hỏi là đã có thể đăng ký rồi. Thế nhưng mà sở hữu trí tuệ thì không phải như vậy. Nhãn hiệu đã đăng ký rồi thì người khác chỉ cần nhái đi một chút hoặc là trình bày nó khác đi một chút thì vẫn cứ bị coi là xâm phạm. Đấy. Trừ trường hợp nếu anh đã gọi là tên thương mại ấy, thì anh phải là người sử dụng đầu tiên trước cả cái nhãn hiệu kia. Anh đã sử dụng cái tên trách nhiệm hữu hạn Thần Nông thì cái Thần Nông đấy là thành phần phân biệt và người tiêu dùng người ta đã biết đến trước khi cả cái doanh nghiệp kia người ta đăng ký cái nhãn hiệu Thần Nông thì lúc đó anh mới được bảo hộ và lúc đó anh mới được gọi là tên thương mại. Thì tôi cũng có lời khuyên với tiến sĩ Trần Thị Thu Hà. Chúng ta không chỉ quan tâm đến việc là phải đăng ký ngay cái kết quả nghiên cứu dưới dạng một cái sáng chế ở tại Cục Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Không cần phải đợi nghiệm thu. Bởi vì đôi khi nghiệm thu mà công bố xong lại mất tính mới rồi. Mà chúng ta nên có một cái thỏa thuận rất rõ ràng với trường rằng là tạm thời bây giờ tôi đứng tên là chủ văn bằng hay là trường đứng tên thì cứ ghi vào đó. Nhưng cái việc phân chia lợi ích như thế nào chúng ta nói trước. Sau này được văn bằng được cấp thì chúng ta sẽ làm theo đúng cái thỏa thuận đó. Điểm thứ hai á, là trong những cái trường hợp, những cái sản phẩm này á, ta phải nghĩ đến việc là có thể cái sản phẩm làm giả không phải sản xuất tại Việt Nam mà có thể người ta mang sang những cái nước láng giềng rất thân cận, rất sẵn có những cái điều kiện để người ta phân tích ngược và người ta đưa ra những cái giá thành thấp hơn rất nhiều vì người ta đang rất sẵn có những cái điều kiện về cơ sở vật chất, thậm chí cả kênh tiêu thụ. Thế thì trong trường hợp cái sản phẩm của chị hiện nay có thể cạnh tranh vì có thể là đang là kết quả đề tài nghiên cứu, nó đang trong quá trình thử nghiệm, gần như là nhà nước trợ giá. Chứ nếu chúng ta kinh doanh tính đầy đủ các chi phí thì rất là khó cạnh tranh. Và trong trường hợp như vậy thì ta phải chặn từ cái nguồn nơi mà người ta có thể sản xuất được cái hàng giả đó. Thì việc đăng ký sở hữu trí tuệ không chỉ dừng ở quốc gia Việt Nam mà phải mở rộng ra ở cái phạm vi ít nhất ở những cái nước mà ta cho rằng sản phẩm của ta có thể sẽ bị sản xuất ở nơi đó. Có thể nơi đó là cái nơi trồng nhiều hồ tiêu, trồng nhiều đậu, đỗ mà có thể người ta sẽ đưa ra những chế phẩm để ứng dụng trong sản phẩm đấy. Ở sở hữu trí tuệ được gọi là đăng ký theo cái hiệp ước về patent, tức là PCT. Đấy. Cái chi phí rất rẻ, nộp chỉ có vài chục đô, thậm chí là rẻ hơn như thế để có được một cái đơn nộp ở nước ngoài. Nếu mà sau khi chúng ta mà được cấp bằng ở Việt Nam thì lại càng có thuận lợi để người ta công nhận nước ngoài. Nhưng cái ngày nộp đơn, tức là cái ngày ưu tiên thì phải nộp ngay, ít nhất là trong 12 tháng kể từ ngày anh nộp ở cái nước đầu tiên ở Việt Nam. Điểm thứ ba là mình phải đưa những cái chỉ dẫn lên các cái bao bì sản phẩm giúp cho người tiêu dùng nhận dạng được. Có thể có rất nhiều cách để đưa chỉ dẫn, nhưng mà ngay như trong cái phóng sự vừa rồi ấy, thì chữ R trong vòng thì nó viết tắt của cái từ gọi là registered, tức là tiếng Anh là đã đăng ký, và quốc tế người ta dùng để chỉ những cái nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, tức là được cấp bằng chứ không phải là nộp đơn. Thế thì ta đưa cái chữ R trong vòng tròn đấy, mà nếu nơi khác mà bắt chước cái chữ R đấy thì cũng là vi phạm. Thứ hai là có thể có cái dấu hiệu là chữ P, chữ P đấy, tức viết tắt của cái từ patent hay là patent tiếng Anh, tức là bằng độc quyền sáng chế, thì quốc tế rất hay dùng. Thưa tiến sĩ Phạm Hồng Quất ạ, cái hành vi môi giới và bán các cái sản phẩm mà xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế nhãn hiệu thì có bị xử phạt hay không ạ? Và sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Ở trong cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì cũng nói rất rõ là hành vi sản xuất, thương mại, bán, trưng bày để bán. Thế trong cái chuỗi kể cả từ lắp ráp cho đến quảng bá, quảng cáo sản phẩm thì đều trong cái chuỗi hành vi bị coi là hành vi xâm phạm. Cái việc xử lý đó nó cũng rất là tốn kém và mất nhiều thời gian. Thì thành ra chúng ta nên sử dụng phối hợp kể cả biện pháp công nghệ và biện pháp pháp lý, và đồng thời nên sử dụng network, tức là sử dụng những cái hệ thống có sẵn để chúng ta khai thác cái thế mạnh của nhau. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Nam ạ, khi mà theo dõi cái tiểu phẩm vừa rồi thì ông đã từng bao giờ gặp cái trường hợp như thế đối với những nghiên cứu của công ty mình hay chưa? Và ông xử lý như thế nào? Cái trường hợp như thế này thì chúng tôi gặp rất nhiều, có thể nói là rất nhiều. Cũng lấy tên y chang tên thương mại của chúng tôi. Thế nhưng mà cái chất lượng về mặt số lượng vi sinh vật chẳng hạn, một cái chế phẩm vi sinh vật thì nó có thể lệch nhau tới cả tỷ lần. Tôi không nói không hoa đâu ạ. Ví dụ có chúng tôi đã gặp những cái thương hiệu từ Cà Mau cho lĩnh vực thủy sản. Họ chỉ có 150 con vi khuẩn trên 1 lít thôi ạ. Thì chúng tôi hàng tỷ vi sinh vật, 5.000 tỷ cả. Nó lệch nhau cả tỷ lần. Thế nhưng mà bà con nông dân thì làm sao biết được. Đọc cái số mũ như vậy không biết nó là cái gì. Chỉ biết dùng và dùng thôi.
Thế thì nhiều khi là mang lại hậu quả rất là đáng tiếc cho bà con mà lãng phí. Chúng tôi đã gặp những trường hợp nhiều và nói đến thế. Nhưng mà thế nào, làm thế nào để bảo vệ nó? Đúng là không có cách gì khác là mình phải thường xuyên nghiên cứu và nâng cao chất lượng, cạnh tranh bằng chính chất lượng, bằng những cái giá trị đích thực sau này. Tôi nói thêm một chút, đặc biệt với các anh ở Sở hữu trí tuệ và Bộ Khoa học. Có những cái sản phẩm họ chẳng cần đăng ký, nhưng họ phát hành. Ngày hôm qua tôi gặp một trường hợp là tự nhiên có rất nhiều điện thoại gọi cho tôi, là một cơ sở ở Ninh Bình sản xuất ra bao bì tự hủy với sự cố gắng của giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Đúng rằng là tôi có nhận lời làm thử cái thí nghiệm xem nó có tự hủy không, thì tôi chẳng thấy tác dụng gì cả. Chứ tôi trả lời là sản phẩm này chưa đạt yêu cầu. Thế nhưng mà chỉ có thế thôi, họ đưa luôn là cố vấn. Thế thì tôi thấy là những sản phẩm đó cứ tuyên truyền rộng rãi, chả cần bằng sáng chế, chả cần gì cả, cứ tuyên truyền bừa bãi như vậy thì quá nguy hiểm. Vâng, cái trường hợp của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng nói cũng là khá là mới nhưng cũng khá là bắt đầu phổ biến. Và giáo sư tư vấn còn người ta không nói là tư vấn thế nào. Giáo sư nói tư vấn là không nên làm nhưng mà người ta lại cứ là học. Người ta không nói cái phần sau. Thế thì thành ra là ở luật các nước ấy, thì người ta có quy định rất rõ là việc lợi dụng cái uy tín, tên tuổi, hình ảnh của người khác cho cái mục đích thương mại, kể cả theo nghĩa tích cực để quảng bá hay theo nghĩa tiêu cực, tức là không đúng, thì đều là sẽ bị chế tài, coi như là sẽ kiện ra tòa được. Nhưng ở Việt Nam mình cái quyền sử dụng tên, hình ảnh của mình gọi là cái quyền nhân thân thì chúng ta chú ý rất là cao. Thế nhưng mà cái quyền về mặt kinh tế đấy thì chúng ta lại chưa có để ý. Dưới góc độ về mặt kinh tế, về thương mại thì luật sở hữu trí tuệ cũng đang bỏ ngỏ cái chỗ này. Tuy nhiên là cũng đã có những vụ việc mà chúng tôi nhận được những cái thông tin như vậy và chúng tôi tìm mãi thì cũng thấy ở trong luật cạnh tranh ấy, có một cái đoạn nói về là sử dụng những cái tên gọi, những cái tên tuổi hoặc là những cái hình ảnh của những người khác để mà làm cho cái sản phẩm của mình gây một cái ấn tượng sai với người tiêu dùng. Đấy. Làm cho một cái chỉ dẫn sai về cái chất lượng hay về cái đặc tính hay là cái độ an toàn của sản phẩm mà sẽ làm cho mình có một cái lợi thế hơn người khác nhờ cái việc sử dụng một cách trái phép như vậy thì có thể bị xử lý. Tôi cũng muốn hỏi chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Tại vì hiện nay khi mà trước đây tôi định nộp đơn để làm sở hữu trí tuệ thì tôi cũng nghe được là Đại học Huế có dự án đó thôi. Nhưng tôi cũng không biết là cái thủ tục họ làm như thế nào. Còn tôi cũng hỏi những người đi trước thì họ nói nên giao cho một doanh nghiệp thì họ chuyên làm những cái vấn đề mà đăng ký sở hữu trí tuệ thì mình sẽ đỡ mất thời gian hơn, họ sẽ chuyên nghiệp hơn. Thì cũng nhân tiện có chuyên gia đây, tôi cũng rất mong nghe được lời khuyên của chuyên gia. Việc đăng ký một nhãn hiệu khá đơn giản, chúng ta có thể tự làm được. Một kiểu dáng công nghiệp cũng có thể tự làm được. Nhưng đối với một sáng chế thì lời khuyên của chúng tôi luôn là tìm nhà tư vấn chuyên môn hoặc là ít nhất là những người đã từng viết những cái bản mô tả sáng chế và đã được cấp bằng. Chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình này thì chúng ta đã cùng được chứng kiến công dụng đặc biệt của chế phẩm khắc phục bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà. Và qua đây thì chương trình cũng rất là mong những nhà doanh nghiệp hay là những nhà đầu tư có thể biết đến công trình này và liên hệ với nhà khoa học của chúng tôi để cùng phát triển công trình này trở thành một sản phẩm có ích cho bà con nông dân. Tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung nổi bật trong chương trình tháng 11. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của chính các tác giả dân tộc thiểu số phản ánh chân thực đời sống văn hóa và vẻ đẹp độc đáo của đồng bào vùng cao. Hàng nghìn tác phẩm thơ và văn xuôi của họ đã được sưu tầm, biên soạn, phân tích và sâu chuỗi trong các bộ sách về văn hóa, văn học của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Việt Trung, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã trở thành tư liệu quý và được sử dụng tại nhiều trường đại học. Thông tin về công trình khoa học đặc biệt này sẽ có trong chương trình tọa đàm Phụ nữ với sở hữu trí tuệ và nghiên cứu khoa học số tháng 11, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, 23 tháng 11 trên kênh VTC1 và VTC HD1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.